Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thích Xê Dịch. Nhắc đến biểu tượng của thủ đô Hà Nội cũng không thể bỏ qua chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lớn nhất ở miền Bắc, có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Không chỉ là địa điểm buôn bán, giao thương sầm uất, nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực giữa lòng Hà Nội, nơi mà bạn có thể thưởng thức món ngon đặc sản của người Hà Thành. Ngay đầu tiên chính là một đài tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ thủ đô năm 1946. Cạnh đó chúng ta sẽ thấy một loạt xe điện nhằm mục đích phục vụ du khách đi khắp phố cổ. Chợ Đồng Xuân là khu chợ đầu mối dành cho thương lái ở khắp các tỉnh miền Bắc. Chợ có 3 tầng, bày bán đủ loại mặt hàng. Tầng 1 chuyên bán sỉ, kinh doanh nhỏ lẻ, các loại hàng hóa thời trang như quần áo, giày dép, đồ điện tử gia dụng. Tầng 2 cũng chủ đạo vải vóc, quần áo. Tầng 3 chuyên bán các mặt hàng dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh. Khách hàng đến đây có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa mà mình muốn, dù mua sỉ hay mua lẻ thì mức giá cũng cực kỳ phải chăng. Phần lớn hàng hóa tại đây có xuất xứ từ Trung Quốc nên chi phí khá hợp lý. Tuy nhiên bạn cần phải lựa chọn kỹ càng bởi vì có khả năng có thể mua được sản phẩm có chất lượng không tốt. Tại tầng 1, ngay khi bước vào cổng chợ, bạn sẽ thấy hàng loạt các mặt hàng, từ đồ khô đến kính, đến đồ lưu niệm. Từ phải qua trái bạn sẽ thấy một nhà bán các vật phẩm làm từ mây che đan vô cùng đẹp mắt, đến một nhà khác bán kính. Tiếp đó bạn sẽ thấy hàng loạt các mặt hàng, từ đồ khô như hạt dẻ, mắc ca đến xoài sấy, mít sấy, táo đỏ. Cô chủ quán rất nhiệt tình luôn. Mình cũng hỏi cô xem có hạt dẻ Trùng Khánh không, nhưng rất tiếc là mùa này không có. Tại đây mình cũng gặp mấy vị khách nước ngoài đến từ nước Úc, đang mua các loại mặt hàng này về làm quà lưu niệm. Họ vô cùng nhiệt tình và cũng mua với số lượng rất lớn. Điều này chứng tỏ các mặt hàng của chúng ta rất được du khách yêu thích. Chợ Đồng Xuân còn được biết đến với cái tên là chợ lớn, là khu chợ quy mô lớn và đã tồn tại hàng trăm năm nay. Chợ Đồng Xuân là khu chợ nằm ở khu vực phố cổ Hà Nội, thuộc địa phận của phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Chợ chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 800m, khá gần với phố Hàng Mã và ga Long Biên. Đây là khu bên trong chợ. Ở giữa chúng ta sẽ thấy một đài phun nước nhân tạo để trang trí cảnh quan. Phía trên có một tấm biển lớn đề chữ chợ 4.0, chứng tỏ đây là một khu chợ rất văn minh. Hôm mình đi gặp lực lượng cơ quan chức năng đến để kiểm tra chất lượng hàng hóa của các cửa hàng ở đây xem có đạt yêu cầu không. Ngay cạnh đài phun nước chính là một cửa hàng bán đầy đủ các loại vật phẩm lưu niệm. Các sản phẩm ở đây chủ yếu là sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bạn có thể nhìn thấy những chiếc túi siêu xinh làm từ mây hay là tre. Chắc chắn các nghệ nhân đã mất kha thời gian để có thể tạo ra những mặt hàng yêu cầu sự tỉ mỉ đến vậy. Nhìn xuống dưới là hàng loạt những tấm biển xinh xắn dùng để trang trí phòng hay cũng như là nhà bếp, với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, cũng như có đầy đủ hình các danh lam thắng cảnh cũng như là di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, nên cửa hàng thu hút rất nhiều du khách. Ở đây có rất nhiều các loại móc khóa in hình các con giáp cũng như các cung hoàng đạo với hình dáng cute vô cùng. Mình đã mua một chiếc với giá 20.000 đồng. Mức giá này đối với người Việt Nam thì sẽ là khá đắt, nhưng nếu bán cho người nước ngoài thì lại khá hợp lý. Ngay cạnh chính là một bản gỗ khắc hình bản đồ Việt Nam, phần nào khẳng định chủ quyền đất nước. Ngay phía bên trái là một khung treo các loại vòng tay cũng như là bông tai thủ công. Phía dưới là hàng loạt các loại mặt nạ làm bằng gỗ để trang trí. Ngay trước cửa hàng họ cũng có treo hàng loạt các loại chuông gió vô cùng đẹp mắt. Các mặt hàng ở đây hết sức đa dạng. Chúng ta có thể nhìn thấy mô hình bằng giấy được làm rất tinh tế. Những mô hình xe máy thủ công với đủ loại kích thước mẫu mã cũng rất sáng tạo. Cuối cùng là những hình biểu trưng cho Việt Nam như nón lá, xe đạp, cô gái mặc áo dài hay những địa điểm nổi tiếng của đất nước. Xung quanh là những cửa hàng bày bán các loại vật phẩm tiêu dùng. Mà mình nhìn thấy phổ biến nhất đó chính là quả giấy vỏ ô. Đây là cầu thang đi lên tầng 2.
Sau khi đi lên tầng 2, mình mới nhận ra là chúng ta có thể đi thang cuốn thay vì đi thang bộ. Tầng 2 là khu vực bày bán các loại quần áo cũng như là vải vóc. Quần áo ở đây chủ yếu là loại mặt hàng dành cho dân sinh với đầy đủ các loại kích cỡ cũng như màu sắc. Cũng như nhiều khu chợ khác trên địa bàn thành phố, chợ Đồng Xuân mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 6 giờ đến 18 giờ. Riêng khu vực ẩm thực ở ngõ chợ thì hoạt động đến tận sáng hôm sau. Đặc biệt vào 3 ngày cuối tuần, chợ sẽ mở đến 10 giờ 30 để phục vụ nhu cầu mua sắm và dạo chơi của du khách. Vào những ngày chợ đêm, nơi đây cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập bởi kẻ bán người mua và khách du lịch. Không chỉ có mua sắm, chợ đêm Đồng Xuân còn công chiếu hát sẩm, một loại hình văn hóa rất riêng của đất Kinh Kỳ, diễn ra ngay trước cổng chợ vào tối thứ bảy hàng tuần. Không chỉ là khu vực giao thương sầm uất nhất của Hà Nội, chợ Đồng Xuân còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực của thủ đô. Đến với khu chợ nổi tiếng này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, từ món ngọt cho đến món mặn, đều mang một hương vị rất riêng. Du khách có thể thử qua những món ăn vặt ở ngõ nhỏ gần chợ. Không gian các quán khá nhỏ, nhưng món ăn lại cực kỳ ngon. Các món đặc sản địa phương như bún ốc, bánh tôm, phở tiếu, bún chả que tre, bánh đúc, bánh do, chè có giá từ 20.000 đồng trên một món. Mình đã thử món bánh rán của chợ Đồng Xuân vô cùng nổi tiếng. Mình đã mua 3 loại bánh rán khác nhau, bánh rán vừng, bánh rán đường và bánh rán mật, với giá là 25.000 đồng trên 10 chiếc. Ở giữa là nhân đậu xanh vô cùng quen thuộc. Đây là thứ quà tuổi thơ mà chúng ta đã từng thử ít nhất một lần. Nếu mọi người thích video của chúng mình thì like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.